Adidas Predator, hàng chính hãng, quả màu siêu đẹp anh em nhé. Đã qua sử dụng và dành cho anh em size 8 nhé. Hình như cái màu này là màu da sau hay sao anh em ạ. Adidas Predator Pro Hyper, phiên bản này được mở bán ở Việt Nam với giá tầm khoảng 2,8 triệu. Hiện tại thì mình đang sở hữu hai đôi size 8, một đôi màu xanh lá và một đôi màu xanh dương, đồng giá 1,7 triệu về tay. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ nhé. Còn tình trạng thì như trong clip, như mới luôn. Đôi này thì hơi bị lỗi một chút phần ngón cái với cổ tay, mình cũng đã mang ra thợ và fit lại rất kỹ cho anh em rồi, nên anh em cứ yên tâm nhé. Chứ không lỗi thì hàng mới như thế này thì lấy đâu giá tốt như thế. Ok, giờ thì xem phiên bản này có gì nhé. Backhand, phần đấm bóng vẫn sử dụng chất liệu silicon, dạng gai to. 2024 rồi mà giờ vẫn review 2023, chán thật. Không có đai quấn cổ tay, nhưng anh em cứ yên tâm nhé. Cái phần chất liệu thun co giãn của cái cổ tay này rất là tốt luôn. Đây, đeo vào cái dáng thật sự rất là đẹp anh em nhé. Anh em cứ yên tâm, không phải lo là cái cổ chun này nó mỏng đâu. Bản này thì sử dụng kiểu ngón hai bơ, mặt mút URG 2.0. 2.0 thì mình đánh giá ổn áp và đa dụng nhất của nhà đát. Nói chung là ở sân cỏ hiện tại Việt Nam thì anh em cứ 2.0 mà chơi. Mút 2.0 thì mình cũng đã thực chiến ở phiên bản 2023 này rồi, rất là ngon luôn, nhẹ nhàng, độ dính của mặt mút thì ok. Ok, hiện tại thì Adidas mình còn tầm khoảng gần chục đôi, size 8 và size 9, toàn hàng ngon thôi. Anh em nào cần thì có thể liên hệ mình nhé. Và mỗi mẫu thì có một đôi thôi.